trong số những phụ nữ nông dân được nhận vốn hỗ trợ của chương trình Tiếp sức nhà nông, bà Nguyễn Thị Hoa, trú làng Quen Đơn, xã Hờ Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, gây ấn tượng bởi sự chịu thương chịu khó. Từ ngày chồng bệnh nặng, một mình bà phải vừa làm kinh tế gia đình, vừa nuôi dạy con và chăm sóc người chồng đau yếu. Câu chuyện của bà đã trở thành tấm gương sáng về nghị lực, truyền cảm hứng cho nhiều người. Dưới cơn mưa chiều lất phất vào đầu tháng 3, chúng tôi gặp bà Hoa đang tất bật cắt tỉa cành cà phê. Đó là công đoạn quan trọng mà những người nông dân trồng cây giọt đắng này không thể bỏ qua. Với bà Hoa, vườn cà phê khoảng 1.000 gốc này là nguồn thu nhập chính để bà có tiền mua thuốc cho chồng và nộp học phí cho con. Chồng bà Hoa năm nay đã 53 tuổi, lại mang trong mình căn bệnh xơ gan. Ông không thể làm được việc nặng, thậm chí là không dám vận động mạnh. Sợ bệnh trở nặng lại phải đi cấp cứu. Con cái đứa đi làm ăn xa, đứa phải lo học hành. Bao nhiêu gánh nặng giờ đây dồn hết lên vai người phụ nữ này. Mỗi buổi sáng, bà Hoa đi làm công nhân cho nhà máy nước đóng chai. Trưa về lo cơm nước cho chồng, rồi chiều chăm sóc cà phê, dâu tằm và đàn dê heo gà vịt. Cứ thế ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, bà Hoa vẫn không nản chí, bởi bà chính là trụ cột của gia đình. Hiện tại hoàn cảnh chị thì giờ nó là cũng khó khăn, chồng chị thì đau ốm, anh ấy thì cứ tháng đi viện lần, có khi là tháng hai lần, cũng thời kỳ là dài nhất là hai tháng một lần. Bệnh của anh bây giờ nặng, cháu thì bây giờ một cháu đi bộ đội, một cháu thì đi làm, một gia đình xa ở nhà thì một cháu thì Nguyễn Thị Tường Vi, con gái út bà Hoa, hiện đang học lớp 12. Biết gia cảnh khó khăn, Vi cố gắng nỗ lực học hành, nuôi ước mơ đỗ vào đại học. Sau này tìm một công việc ổn định, phụ giúp gia đình thoát cảnh nghèo khó. Vâng, gia đình em thì bố em thì bị bệnh, mẹ em thì một mình mẹ em phải làm lụng vất vả nuôi ba anh em đi học. Sau em học ở trường này thì lịch học thì nhiều, học cả buổi sáng, buổi tối. Xong là không có nhiều thời gian để ở nhà phụ giúp ba mẹ. Nhưng mà em vẫn dành những khoảng thời gian trống để em có đi làm thêm để phụ giúp mẹ. Ở nhà thì em sẽ tranh thủ làm việc nhà, nhiều lúc có thể giúp mẹ nuôi, chăn nuôi, rồi chồng này chồng kia. Sau đó thì sau này thì em muốn là, em mong là em có thể cố gắng nỗ lực học tập nhiều hơn để có thể đậu vô trường mà em mong ước. Sau này em muốn học ở trường quản trị kinh doanh để sau này em có thể tìm được một công việc tốt, ổn định để có thể phụ giúp bố mẹ đỡ vất vả hơn và cho bố mẹ một cuộc sống khá giả hơn. Vất vả, khó khăn khiến người phụ nữ 44 tuổi này trông già hơn tuổi thật. Tuy hình dáng ốm yếu, nhưng bà làm hết mọi việc, từ việc nhẹ đến việc nặng, trong ngoài. Nghị lực vươn lên của bà Hoa khiến hàng xóm nể phục. Ông Bùi Đức Miền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hờ Bông cho hay, trước đây gia đình bà Nguyễn Thị Hoa thuộc diện hộ nghèo trong xã. Chính quyền xã đã tạo điều kiện giúp gia đình bà tiếp cận được nguồn vốn chính sách để đầu tư chăn nuôi. Tuy nhiên đến hiện tại, gia đình bà Hoa vẫn hết sức khó khăn bởi người chồng bệnh nặng, đau ốm triền miên. Một mình bà Hoa gánh vác mọi việc. Thì đối với bản thân của bà Hoa thì đây cũng là một trong những người phụ nữ rất đảm đang. Có nghĩa là vừa chăm chồng đau, rồi như thế lại là lo đứng gánh vác toàn bộ công việc của gia đình. Để rồi như thế là có tiền
lo cho chồng. Thì đây là một trong những gương điển hình của người phụ nữ với những cái là địa phương. Thì bên cạnh đó thì cái này thì đây cũng cần như thế là phát động cái phong trào để lấy cái tấm gương này thêm rộng hơn nữa đối với những chị em phụ nữ cũng như là hội viên của hai dân trên toàn xã. Bà Hoa không những là tấm gương sáng vượt qua nghịch cảnh cho bà con lối xóm, mà còn truyền cảm hứng, nghị lực vươn lên cho chị em nông dân. Giờ đây, với sự trợ sức của chương trình Tiếp Sức Nhà Nông, cùng với khao khát vươn lên, tin rằng bà Hoa sẽ ổn định được kinh tế, đưa gia đình vượt qua nghèo khó. Chị em phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong gia đình, có nhiều tiềm năng và tìm ra cách sinh kế cho gia đình của họ. Mặc dù ở nông thôn thì thiếu những kỹ năng, vốn và kinh nghiệm trong, nên đơn vị đặc biệt chú trọng và hỗ trợ cho chị em phụ nữ ở nông thôn để có được những cơ hội xây dựng gia đình và xã hội. Đặc biệt phụ nữ và trẻ em cũng là một trong những đối tượng được quan tâm. Khởi động từ năm 2010, thông qua hỗ trợ vốn vay, chi phí sản phẩm thức ăn chăn nuôi và đào tạo kỹ năng chăn nuôi, Tiếp Sức Nhà Nông đã giúp cải thiện sinh kế cho 2.460 hộ nông dân tại 22 tỉnh thành trên khắp cả nước. Trong đó, tỷ lệ phụ nữ tham gia chương trình chiếm 95%. Đa số các hộ được trợ vốn đã và đang làm ăn có hiệu quả, với tỷ lệ hoàn vốn đạt trên 96%.